Mến chào quý anh chị, lại là em đây, Phan Hảo và Rượu Ông Tàu chuyên sang hàng ngọc ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường tỉnh lộ 52, còn gọi là đường Võ Thị Sáu và đường Đoàn Trung Còn ha, ngay ngã ba luôn này. Thuộc thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em có cái sản phẩm đi vào đây khoảng tầm chưa tới 1 km nha quý anh chị, khoảng tầm 800m thôi. Thì hướng này là đi về ngay vòng xoay Đất Đỏ này và đi về biển Phước Hải luôn ha. Mình rẽ vào đây có xíu xíu thôi quý anh chị, chỉ có 800m thôi. Bây giờ em sẽ quay vào lô đất cho quý anh chị xem ha. Mình là trung tâm thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu ha. Đây là sản phẩm em muốn gửi đến quý anh chị ha. Và đây là đối diện lô đất của mình, là nguyên một vườn trái cây luôn. Thì ở đây thì Đất Đỏ Ba Gian cực kỳ tươi tốt cho quý anh chị. Mình có thể làm vườn trồng cây ăn trái ha. Thì sản phẩm em muốn gửi đến là quý anh chị là một lô đất tổng diện tích là 1.035m². Đất mình là cao ráo, khu dân cư nha quý anh chị. Tại vì mình là nằm ngay trung tâm của thị trấn Đất Đỏ này. Bám mặt tiền đường đất của mình là từ cái mép bờ rào bên này ha, qua ngay cái cây tràm này luôn là 31m mặt tiền. Sâu vào trong là 34m ha. Lô đất mình là vuông vức cực kỳ đẹp luôn. Anh chị nào mà đang tìm vị trí trung tâm thị trấn Đất Đỏ thì inbox liền cho em cái lô này ha. Tại vì cái lô này thực ra thì lúc trước nó rơi vào tầm 2,5 tỷ, 2,6 tỷ quý anh chị. Nhưng mà hôm nay là chủ kẹt tiền và xả lỗ bán nhanh ha. Thì cái vị trí của mình là cách cái đường nhựa Đoàn Trung Còn kia là khoảng tầm 300m nha. Và cách đường tỉnh lộ 52 lúc nãy em đứng đó khoảng tầm 500m nữa. Thì từ đường tỉnh lộ vào lô đất là khoảng tầm 800m nha quý anh chị. Và cách trung tâm vòng xoay Đất Đỏ là khoảng tầm 2km nha. Một cái lô đất cho anh chị đầu tư kinh doanh hoặc làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Tại vì mình đi biển cũng khá là gần. Đi khoảng tầm 10 phút, hơn 10 phút đi xe thôi. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm 85km. Lô đất mình cao ráo quá đẹp luôn quý anh chị, mà giá chỉ có 1,7 tỷ thôi ha. Thì em xin nói lại tổng diện tích là 1.035m², bám mặt tiền đường là 31m, sâu vào trong là 34m, đất phủ hồng toàn bộ, lên thổ cư thoải mái ha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây sổ bên đây quý anh chị ha. Thửa đất số là 228 tờ bản đồ 30, địa chỉ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 1.035m², diện tích sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây lâu năm ha. Đất mình là chưa thổ cư nhưng mà phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. Đất của mình là quay về hướng đông, ngang 31 sâu 34, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây quý anh chị, đất của mình là phủ hồng toàn bộ ha, lên thổ cư thoải mái. Ngang là 31 sâu 34, tổng diện tích là 1.035m², đất ở đô thị hết ha. Nằm ngay trung tâm của thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh chị quan tâm lô đất sàn này thì inbox cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.